Dân xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay ba chị em dân đi kéo lưới. Đi kéo lưới với mấy kinh này nè. Ở đây là kinh có ông Sinh. Để em nhìn thì chỗ nào có cá ụt nhiều á. Chắc trời nãy chưa nổi hay vậy ta? Cái này nước nó lớn nè. Nước nó lớn nè. Một bữa mình đi mình thấy nó nha, rồng ha. Nước cá nó quá trời luôn á. Ừ. Ủa, tới đâu? Đi sao thấy cũng cạn mà sâu vậy? Đó. Luôn luôn là cầm dầm này cắm xuống nó phải cạn hả? Cái dầm nó 2 mét. Bây giờ xin lỗi nha, ai dò cao ở ngoài đi nha. Ai giờ lùng ở trong không? Ừ. Ê, cá thấy ụt đó cô. Không qua sông hả? Đây qua cá thẳng tới rồi. Tôi dục nó mà nó chết chìm tôi lỗi mệt. Nhẹ bên đây đâu sao đâu. Được rồi chị. Được rồi. Được chưa? Được rồi đó. Em nhẹ nhẹ thôi, kéo thẳng cho nó ốp qua bên sông. Rồi. Bây giờ cầm tay lưới sẵn để chút rồi lội tới đó là thả xuống rồi. Ôi, dính được cái sạc rồi nè. Ừ. Đây, ở ngoài hay trong? Dính được cái sạc nè. Rồi bắt đầu cô chính đứng ở đây, chị Út đi tới cho thẳng lưới ra đây là ốp qua. Chị đừng tới nữa. Chị đâu tới đâu, chỗ này cái nhánh trà, chị can ngay chỗ đây nè, đừng lại đây dính cái nhánh trà. Thẳng nữa, thẳng cái lưới qua, thẳng lưới luôn rồi mới ốp. Trời ơi, khỏi kêu quá đâu. Đụng đất không? Đụng nha. Hả, đụng đất không? Đụng. Đụng. Cái gì à, ạp chứ. Trời, có tép nó nhảy kìa. Có tép á, có tép á. Cắt nó chao chao là không được nữa chứ. Ơi, ông ơi, nó sụp, nó bẩn ông ơi. Ý dạ. Khá không? Phải cho này nó hẳm không? Tụi qua nó dốc xuống nè. Đây chị. Rồi, thử một lưới đầu tiên coi. Sao buông rồi chị ba buông. Đấy nè. Có không? Có. Có nữa, hầm vô lục bình tí. Ớp cái gì? Ớp vô lục bình. Được mấy con. Thật ra mình kéo một lưới đầu tiên mình chưa biết chỗ nào có cá. Có tép nha. Trở lại. Ba anh chị ở đây đi dẫn thuốc rồi. Dẫn thuốc bên bờ đi, bên bờ đi thẳng rồi lặng rồi kéo qua bên cái lục bình. Mình thở nha. Được rồi, kéo qua nó chạy ra. Đó. Đó, có đó nha. Nó... Trời ơi, nó cũng có cái nhánh trà nữa. Cái đầu không phải có nhánh nó trơn á. Chết. Ngay vừa một bát mà. Làm sao mà không khỏi. Phàm, kéo chị vô. Kéo chị vô. Đây. Kéo chị theo sát rồi đó, Phàm nó lên nha. Rồi. Đó. Đó, có cá kìa. Chỗ này thấy nó ụt quá. Bắt nhiều hơn hồi nãy. Ờ, dính con lươn con lịch gì nữa vậy? Hả? Lươn lịch nữa. Thấy không? Con lươn. Đây chị. Cái này nhiều hơn cái hồi nãy nè. Đó nè. Nè, đây nè. Thả đi. Không, con này là con... Lịch luôn gì? Con lịch. Lịch hả? Lịch hả? Không có bụng. Cá nhiều hả? Chắc đựng nắm. Được cá lòng tông với con tép. Cá lòng tông bự nè, con gì là bự hết ga rồi nè. Tép không được nè.
mấy cái cá bình bát này quá. Vào là bơi qua xong mà cũng mắc bơi à? Cái này mà kéo không mắc lỗi à? Không kéo không lỗi à? Anh chị kéo luôn. Dí với bạn rồi. Dí hoài luôn. Con chưa tới bạo nó, bà tới bạo trước tôi rồi. Dạ. À. Ê, tút vô trong luôn, tút vô trong luôn. Tại biết sao không? Có cây quá nè. Gì vô? Mà chơn. Ý, nhảy dữ kìa. Có nha. Có đồng tâm luôn á. Có. Nhiều quá. Ồ, nhiều hơn cái này. Nhắc cảm ơn. Đừng chơi, ta nghe. Khoan chị, để tôi dịnh luôn đi. Ở dưới đây khó đứng mà, bất quật nè. Để xúc lên đặng dịnh ra. Thành ra chị. Thành ra, Buông đi, tôi thành ra. Ui, cái này bổn nè. Rồi cái này vũ nó được nè. Vũ được á. Ồ, cái này nóc hết trơn luôn nè. Rồi đứng vậy đó, đứng y gan nãy vậy đó, quay lại vậy đó. Nè. Không gì nè, trở lại. Cái này nhóc hết trơn luôn nè. Khoan nha. Trời ơi, đó bị em tưởng con cá gì không? Tính mấy cái lóc là làng chiêu thôi hả? Nè cô lật cái lại. Ừ đúng nhẹ rồi thôi, nhẹ, đừng làm quá nó động nó đi. Ngon quá, cá hồng tông cánh tư. Đó, ok. Thích đậm xíu đi. Trời ơi, con này mới nhiều nè. Dạ đó, vậy đó, cái chị thẳng lưới ra giống nãy vậy đó. Bình nha, qua hai lục bình nha, thẳng ra, thẳng bến luôn. Kéo này nó làm tao nghe vô nha, chị sau của một chị vô nha. Khoan, để tôi... Ê, ông ơi! Cho nó sâu à? Ông ơi, đừng mất đằng nào ấy. Cái lưới mà lội luôn á. Sâu. Sâu ơi, có cái tông nhảy. Sâu hơn nãy rồi bà ơi. Sâu hả? Gặp tôi bà chắc đã ở đây luôn rồi. Trời ơi, tới đâu nó cô dính tới bà nó chạy. Em kéo dừng chì rồi đó. Má tôi đã xanh tôi chi mà lùng dữ không biết nữa. À, xíu đi ha. Ừ. Ý đó đó, cá nhảy dữ chút coi. Bà coi con chín sao cao con lùng xỉn nha. Bà bả mất cày không có lại dai được. Gán là chỗ cô mình lùng mình cũng tới à, người ta già dọc nè. Đó thấy chưa? Ngốc hết trơn luôn. Trời, cái lưới này nhiều dữ lắm. Chị ơi, nè nè, bị mình dụ nó quá. Quá bực chiêu rồi. Cầm. Cho cô chín vô mình nha. Nó cho mình chơi nó mực vố này quá đau rồi. Tại biết sao không? Mình kéo lần lần cái nó gom lại đó. Cái mình ấp qua ấp lại nó gom lại đó. Quá trời luôn. Nãy giờ than thở hả? Ừ. Cái gỗ tre. Nè. Nó chén luôn á, hơn luôn á, hơn chén luôn. Chén sao hết. Đây, quá. Còn nữa nè cô. Phân nó lọt chưa? Lỗ gỗ mình nó hơi tí à. Quá ngon. Ôi, cá thằng Tông nhắm phiếu. Nó quay trở lỡ nữa. Ê, mình qua xong nữa. Chắc mình ốp. Mình ốp ngược lại như vậy nữa đó. Bây giờ mình bên đây. Ở đây mới được, đó nghỉ kéo đi đây mình lội qua bên đó lại. Mình lội qua như nãy vậy đó, mình đừng cho động nước nó mới dính đó. Lại đi. Đây nè, mình đi qua. Nó không động nước nó mới dính. Ồ, ngon quá. Con tư luôn hả? Nằm ở đâu? Đó đó kìa đó thẳng thẳng ra nguyên một bầy này luôn nè. Nè. Kéo luôn đúng không? Đúng rồi, mình ốp qua cái hang rồi rồi đó nha. Nè nè nè, chỉ đấu lại đó nè. Nguyên một bầy đó luôn đó. Đó, ok. Ok hả bà? Tôi lỡ cái bầy đụng. Ok. Ok đó. Rồi tới. Vậy mà cũng hay, cũng kéo được cũng hay. Hay không? Trời ơi. Gặp tôi đâu kéo được đâu. Hay không bằng liều mạng. Khoan khoan bắt chị vô này. Rồi. Ê, khoan khoan để chị ba bơi cái chỗ ra. Thấy cá này nhảy là có à. Có rồi đó, có nhiều nãy à? Không biết ít thì nhiều thôi. Chắc ít hơn nãy. Thưa hơn nãy là chút quá. Chút thôi nha. Ê, cũng có rồi nha. Mà mấy đứa này nước nhiều vậy, không dám đi bắt tao. Sợ bắt cá lầu kiến thôi mấy chị.
Nó bay đi hết rồi, nó lọt đường nào hết rồi. Nó tưa mà thấy không? Không phải chỗ này sâu quá, chị lội không tới á. Sâu nhưng mà tới nữa nè. Nè được nhiều. Lỡ. Cái chồng à, đi đây đi, đi. Ở đây nhóc luôn nè. Nè, nhiều lắm chị. Chị giả lên chị. Ủa, nó trốn trong kẹt. Ê, đổ đó ra đi, đổ đó ra đi. À, chị đang lụm rác mà. Đây nè bà chị. Cục cái đó bự ghê chị. Đủ ăn rồi đó nha. Đúng rồi. Ừ, và lướng nó đi đủ ăn rồi đó. Quá thì ngon luôn. Nha. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Chứ cả nhà ơi quay nước sâu cả nhà. Cả nhà ơi gặp lại cả nhà ơi. Cả nhà ơi em còn dính một bình nha cả nhà. Ừ. Em còn bối rối đây nè cả nhà ơi. Khoan nha, để cái vỏ nó bị dính đít rồi. Chặt xích tới luôn quá. Ở đó đi, đừng có đi đâu hết trơn á. Không có đi mà để ngay cái vỏ là nó được. Rồi chị lội xích tới nha chị. Phân này lên đi cô. Quá hay rồi chị Út Hiền ơi. Bút ở đây đi cô ơi. Đi qua đó lại. Ở đây hả? À, đó nè, cố nè, chuẩn bị nè, nó nheo chân nè. Mình chưa động nó. Sâu. Ủa sao mà khúc đằng kia nó không sâu, khúc này sâu á. Tâm. Ôi ơi, bà ba ơi. Người ta mới múc cái gì á. Hả là mình trở ngược lại cái khúc cạn dưới chỗ cái hầm bơm dưới kìa. Kéo chị, kéo dành chị vô mới được. Đây. Chỗ này sâu quá. Rồi có nghe. Nha, chị cầm nó đi. Rồi. Tiếp. Ôi, nó chạy ra đây hết rồi chị ơi. Đây. Rồi nếm cái ở đó đi. Rồi, cô chính vũ lại đi, mình nếm. Cái sạch nè. Dạ. Cái chưa đứng. Ý, cái này nhiều nè, cái này nhiều. Ý, cái này nhiều lắm nè. Đây chị Vĩnh. Cái này nhiều nữa. Trời, đất nó mềm, nó bị tuột. Nhắm quá trơn luôn. Hay chưa. Ôi, con nè. Hai cá mày vũ tao hả? Thấy chưa, Hiền. Khúc đẳng mày không vô hả? Phải vô ta thôi. Chị Út Hiền giỏi quá. Đủ hả? Rồi đó, cô. Quá trời luôn. Cô chính với chị Út thành công rồi đó. Đó. Quá trời ngon. Nhiều chưa? Đó, đủ ăn rồi đó cô. Tí rồi đó. Không? Đó, kéo nước hai lứa nữa đi rồi xong. Mệt gì nữa? Ha? Có lỡ gì đâu mệt. Đem nắm ra chỗ nào có kéo. Không, mình giờ mình nắm thì mình trả lưới mình đi đầu nào về đầu nào. Ha là mình kéo còn ụp nó thì hả lần qua đó luôn. Có cây không? Đây ốp gì đó lại. Có cây không? Ốp thử vô bầy. Bà hỏi có cây không? Bà hỏi không biết đừng trả lời đây nè. Nhìn coi có cái cây rồi. Nhìn có cái cây cây. Mình ở trên bờ nè. Không phải, ý là nhìn có cái cây trà nổi lên không? Đâu. Mà dưới nước là có thấy gì đâu chị. Đứng ngàn hàng cổ rồi. Tục bình hết vậy. Có ở đằng đó có nhánh trà kìa, chị thấy không? Đúng rồi. Gì nốt lại chỗ này nè. Bây giờ mình lội qua sông đi. Bự chút đi, chỗ này mình mới động rồi không dính đâu. Xích đây đi cô ơi. Ghét lỗi luôn. Qua luôn hả? Mày ơi. Mày ơi. Chứt quá lại không làm nào quả chứt cô chính nhận á. Ủa, cấm làm như vậy. Đó, mình lên bờ nhá. Ở dưới chỗ có sòng bơm ở dưới thấy nó nhìn hơi nheo nheo dưới. Nó đắt thằng cái dính. Nó không biết chợ. Coi. Có nè chú bộ. Có. Cái chết nè. Biết sao không? Tại mình mới kéo ha, nó gần quá. Thấy không? Ấn xịt. Bác nói Trần Hiếu luôn đó. Đâu? Trong gỗ mình đó. Đó.
đâu, chẳng hiu đâu. Ừ, chẳng hiu, nghe nhớ. Chắc mình đi lại chỗ của sòng bơm đằng đó kìa. Chỗ sòng bơm đằng đó đó. Còn tới không? Tới. Chỗ này cạn cơ ơi. Đúng rồi, chỗ này cạn. Cây nha. Có cây không? Kéo lưới mình lại luôn á. Có cây không? Có chứ. Cây bao la. Kéo nó đi vậy đó nha. Mình coi luôn á. Trời ơi. Có cây chắc thất bại quá. Thất bại à. Em bị dứa. Kệ nó trà đổi lên luôn ông ơi. Thôi kệ đi. Bà ốp cho đi. Mà anh chị, mà anh tới cho nó lướt qua luôn đi. Chị kéo không thì không nổi. Tới chút chị. Chị quá trời chị. Nó dính trà bự cho bá kéo vậy nó mới được. Rồi rồi nó qua rồi đó, lên tim mày kìa, chắc nó qua nhánh trà. Đúng rồi, cô Chính tới đó luôn, cô Chính. Ừ đúng rồi, rồi hay quá. Dính rồi đó, chắc ăn là dính cá. Dính á, chứ không cây luôn á. Ừ, cái chỗ này vậy mà có cây. Ủa, ha. Có cây rồi cô ơi. Khoan cắm đây cái đi. Chị Ba là dính thôi, chị Ba. Đỡ rồi. Vô luôn hả? Khoan. Hồi thì ớn chết. Cái viền vô luôn. Cái viền vô luôn. Rồi này dở, dở lên nè. Tắm đi hết rồi. Đấy, cái cục rất bự quá. Cái gì chứ? Cái gốc ở dưới bự lắm. Có cá nhảy đó. Nguyên cái gốc bự cho tới rồi. Ồ, cá nó nheo kìa, nó còn nheo quá trời luôn. Nó chạy lên hết rồi. Ê, còn nhiều nè. Không mà. Khoan nha chị. Ra nhiều lắm rồi chị ơi. Nó bị hỏng cái viền mình rồi. Viền mình mất cây nó bị hỏng rồi. Chứ biết làm sao giờ. Kìa, nó còn nheo hẳn trên vậy đó. Nhưng không mà chỗ này chắc kéo không được nữa đâu. Tại chỗ dạ, có sòng bơm này nó có cây nhiều quá. Cũng nhiều rồi nè. Chắc đủ ăn rồi cô. Lựa xong thôi bỏ vô. Đây mấy chị em dân được bao nhiêu cá đây, cũng nhiều lắm rồi đó. Nha. Đúng rồi. Ngoài luôn rồi đó. Phía ngoài ơi. Về mà món ăn được à. Rồi, đặt ấy lưới đi. Nghỉ luôn hả? Nghỉ đi. Thôi chị. Trời ơi, xô quá người ta ra. Ấy xô. Em xô. Xô Bình Dũng nè. Ồ, quá ngon luôn, cá trắng phiếu vậy. Cá mấy chị em dân đi kéo vô được bao nhiêu cá lòng tâm đây nè. Hôm nay mấy chị em dân làm món cá lòng tâm chiên bột hả? Mình đi cắt hẹ ha, với hái gao. Mà con bớm nè. Thôi bớm. Được, phải dám vô ngực rồi được thì tặng. Hẹ của mình lâu quá không ăn tới nó bị có bông luôn. Bông đẹp quá nè. Mình đi qua đây hồi nhỏ trời lắm. Trời. Này nhỏ cỡ. Bông mẹ rồi nhỏ đẹp quá ha. Rồi đi vô. Thơm quá. Thơm không? Ừ. Bức xả làm mắm me. Giờ mình pha bột để mình chiên cá. Đây là bột chiên giòn. Đó,
Đây. Bay nha. Bọc chiên giòn người ta chiên tôm mà mình chiên cái đồng tâm hả? Này bọc chiên giòn mà không chiên gì với chiên à. Giờ chiên đùi gà cũng được. Nè. Giờ mua đùi gà về đây nè, bỏ ra chiên nè. Sao người ta không để con đùi gà ở đây hả? À, sao để con tôm vậy? Đùi gà không ăn, cái đồng tôm ngon hơn. Mình cho miếng nước vô. Cái này mình pha cho đặc đặc á. Nhúng con cá nó dày. Rồi tôi đi nhóm lửa cho cô ha. Rồi. Cái bột mình pha như vậy là được rồi nè. Mình cho cá vô. Bỏ vô từ từ thôi. Chị Ba sắc xả làm mắm me. Em chị Út chiên. Lấy cái nồng á. Cái nồng đó. Chảo lên. Chiên này là phải hao dầu ăn nha. Chiên làm vậy đó hả? Ừ. Chiên để làm đi. Này, dầu ăn sôi thì mình nhúng con cá vô bột mình cho vô. Ngon hả? Ngon. Chiên này hơi cực xíu xíu mà à, ăn ngon. Kéo lửa. Rồi, chiên gì vàng nè, vớt nha. Bỏ ngon chưa? Bỏ vô cái gỗ mà cho rút dầu. Nè ba ơi, ngon lắm rồi. Chảo lên mình làm mắm me. Mình cho dầu ăn vô. Cho xả ớt vô phi. Cho một ít thôi. Mình chừa lại một ít. Mình xả phi gì được thì mình cho nước cốt me vô. Cho đường vô luôn. Cái này là ăn theo khẩu vị của mình nha. Chua chua ngọt ngọt, mặn mặn. Cho nước mắm vô. Rồi nước mắm me mình vậy được nè. Tan đường nè. Mình cho tương ớt vô. Có tương ớt vô là kẹo liền ha. Mình cho xả ớt hồi nãy còn lại nè. Mình cho vô luôn. Rồi nhắc xuống. Rồi món cá lồng tâm chiên bột dân làm xong rồi mà má ăn. Cá lồng tâm chiên bột. Mời cả nhà ăn cá lồng tâm chiên bột. Thấy ngon quá nha. Ngon quá. Cái này để đây cũng phải hả cô? Sao cũng được. Nè, hẹ nè con cắt có 3-4 bụi nè má. Dĩ nhiều vậy đó. Nắng cho trời mưa còn tốt nữa. Này rau gấp cá với húng nhủi. Với xà lách. Có 3 bụi vậy. Mà nó nhiều cho quá. Cá lồng tâm vô. Nắng nhưng mà mưa là nó nở dữ lắm luôn. Về nhà lá vườn ăn nhiều nhiều đi. Ông Mạnh vô cho máu lên. Vô. Con ráng ông Mạnh vô đằng cho con lội xong cho nó mau. Lội xong mau mau hả? Này mình không có trồng dưa leo ha, mai mốt mình trồng dưa leo luôn. Trồng bơ dưa leo nó mới được. Ừ. Bơ đũa luôn. Dạ. Ăn trước mà. Mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn. Mời cả nhà ăn bánh cuốn bánh tráng. Ăn cá lòng tâm chuyên bột cô cuốn bánh tráng à. Chấm thử nước mắm me của em sao ha. Ừ, có mắm me. Giòn quá ngon. Ngọt ngọt chua chua. Cái nước me me của em là kẹo kẹo gì nè. Cái mắm rồi mời là... cả nhà
số 1 đặc biệt. Cho con 9-10 điểm. Nước mắm ngon. Nước mắm này phải chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Nhưng mà vừa ăn à. Ngon. Quá trời cá giòn luôn. Ờ, kéo mấy lưới đậu không có, tưởng đâu là bắt ốc bươu vàng vàng nữa. Nhỏ nhỏ hồi cũng dính quá trời hết đó ha. Ừ. Đỡ. Tại biết rồi, nước cầm. Nước lớn. Mấy bữa trước mình đi thấy ụt dữ lắm luôn. Tính hôm qua là muốn khóc rồi đó. À, hôm qua nhớ cái tay tôi bư không? Một tay thì cầm bứ, một tay thì bơi. Đồ thì đạp nạp vậy đó. Nặng nổ rồi. Công nhận cá này nó giòn ngon quá à. Ngon nhất là chị biết gì không? Cái chén nước mắm này nè, em thích nhất là ngon nhất là cái nước mắm. Nó thơm đó nha. Béo được bơi. Béo à? Ăn cá không béo, cá mà béo ngon. Cái bột bột nó béo dưới con cá đó. Tôi giờ tôi mình ăn con cá này là nó à, giờ tôi nghỉ gói rồi nha. Chắc tôi ăn dữ lắm luôn nè. Tại vì con cá nó không con có cá. Dạ mình nghỉ gói bà cô. Ừ. Cá bò to được rồi. Dạ. Gói nó ngon. Ăn gói mới đủ bộ của người ta. Đúng rồi. Chấm vô gì nè nó mới ngon. Chiên nó vàng vàng, ăn nó giòn, ngon, sợ luôn. Cắn cái rau ruộng cái đó luôn. Ăn hoài cái dĩa cá không giật trời. Con ngỡ rồi. Nè má. Ăn hoài, ăn gói từng từ. Ăn hoài, ăn hoài. Nè. Tôi mổ cá này. Hẹo của mình ngọt lắm. Ăn bún. Ăn bún cho nó no, khỏi ăn cơm. Nào cũng có, chừng chị ba nào cũng được chứ. Ăn rau cho nó bổ. Ăn cá có canxi, ăn bún cho khỏi ăn cơm. Còn bánh tráng. Bánh tráng là cũng làm từ bột gạo á chị. Cho nó ngon, có mùi vị bánh tráng rồi chứ. Cái gì mọt cái lóc nha, được kéo cái lóc. Nhiều khi cá lòng tâm mình bắt lên mình thấy mình không biết làm gì hết, chứ mình chỉ biết muốn ăn ngon. Mình khô khô chả ăn cũng ngon. Khô khô chả ớt. Kho mắm cũng được, kho mắm guốc cũng được. Đúng rồi. Con có nhỏ chừng nào kho cháo cũng được. Cháo ngon mồm á. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.